Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình có nhận sửa một cái con máy xay sơn hao. Thì đây là mình sửa giúp đỡ bác hàng xóm thôi. Thì theo cái lời của bác ấy thì khi cắm vào sử dụng ấy và khi bật thì nó khi tức là khi bật nút mà không cần ghim máy quay hoặc cái ghim cái cốc xay của nó vào thì bấm như thế này thì nó vẫn chữ tít các bạn ạ. Và tiếp tục sau đó thì nếu như bật được một lúc ấy thì nó có cái mùi khét, tức là ở phía các cái chốt này là không được cài cái cốc xay vào thì khi cắm điện vào ghim bấm nút thì nó vẫn chạy ạ. Vậy thì mình đang nghi ngờ là ở cái này thì cái công tắc an toàn của nó đang có vấn đề, và bác ấy nói là có khói bốc ra phía dưới này. Thì bây giờ mình sẽ bấm thử một lúc xem là có khói thực sự hay không. Ồ, có khói thật này các bạn. Các bạn nhìn thấy khói nhá. Nếu như khói như này thì rất là khét luôn. Các bạn chỉ bật một lúc thì khét mù mịt luôn. Đây, khói như thế này mà các bạn cố sử dụng nó sẽ bị cháy này. Nó rất là nguy hiểm. Thì đúng là cái này nó bị khét. Mình nghĩ là nó khả năng là nó bị chạm chập ở đâu rồi. Còn phần motor là không vấn đề gì. Mình sẽ kê cái tấm bìa cắt tông này khi úp máy xuống nó đỡ bị sát. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái máy này ra. Ở đây thì các bạn ấy khi bật các nút mà cái motor nó quay bình thường ấy thì chúng ta sẽ loại trừ cái khả năng là cháy motor rồi. Tiếp tục thì chúng ta khi tháo ra này thì các bạn sẽ quan sát những cái các vị trí, ví dụ nút bấm hoặc là cái công tắc an toàn của nó, xem rằng là nó có bị biến dạng bất thường, chập cháy gì hay không. Còn phần motor thì các bạn sẽ không quan tâm rồi. Các dây dẫn của nó thì vẫn rất là tốt. Ở đây thì mình đã nhìn thấy là cái dơ le của nó đang có vấn đề bốc khói, thì mình nghĩ chính là bốc khói từ cái con đó nó bị chạm chập, nó mô ve nó lâu ngày ấy. Hoặc là khi các bạn sử dụng cái máy xay này thì cái gioăng cao su của nó bị mất, thì đâm ra là cái nước nó rơi vào nó chạm chập, gây chạm chập một số bộ phận. Ví dụ như cái con này thì mình thấy là nó đang bị cháy đen cái công tắc an toàn. Thực tế nếu như có nhiều của bác là sẽ bỏ cái công tắc an toàn này đi các bạn, đấu thẳng. Tuy nhiên thì mình thấy cái vấn đề đó nó sẽ không được tốt cho lắm, vì thực tế cái công tắc an toàn này được chế ra là do nhà sản xuất họ đã tính toán rồi. Khi mà các bạn mà không ghim cốc vào ấy mà các bạn bật thì nó vô tình các bạn chạm vào cái motor của nó thì nó sẽ gây tổn thương, cho nên là nó mới sinh ra công tắc an toàn này. Thì sơ quan nhìn các bạn nhìn thấy đây thì hiện tại công tắc an toàn của nó nhá, nó đang bị sùi ở cái phía hình dạng bên ngoài, các bạn cũng quan sát thấy luôn được. Và chính là nó đang bị sùi cái bột đây. Các bạn chỉ cần cạo nhẹ là nó ra cái xỉn than cháy này. Bây giờ thì đây, nó chính là cái công tắc cái này. Có những máy nó thường 2 đến 3 cái nào cao thì đến 3 cái nào bình thường 2 cái, nhưng con này thì nó chỉ có một cái thôi. Nếu như có hai cái thì các bạn sẽ không cần phải mua thêm một cái này làm gì, các bạn có thể sử dụng cái còn lại. Tuy nhiên thì cái máy này nó có một cái thôi thì bắt buộc mình sẽ phải thay thế. Thì đối với những cái con này ấy, thì mình mua trên Lazada có hơn 20.000 một con thôi. Thì mình cũng không biết là các bạn khi gặp trường hợp này các bạn ra thợ thì hết bao nhiêu. Tuy nhiên các bạn có thể tìm cái công tắc của máy xay sinh tố thì nó sẽ bán rất nhiều. Và cái màu xanh kia thì nó là cái máy nào cũng dùng được các bạn ạ. Cái này sẽ phải sử dụng cái tô vít đa năng của mình rồi. Vì cái đầu ốc của nó bốn cạnh nó nhỏ hơn, không thể dùng cái tô vít to được. Các bạn sẽ tháo cái ốc ở cái phần ghim cài ở cái bộ cũ này ra này. Sau đó thì các bạn gắn cái mới vào, các bạn tiến hành hàn thôi. Cái bệnh này thì hôm nay nó khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần thay cái con công tắc dây an toàn này là cái máy của chúng ta sẽ chạy ngon. Đúng kỹ thuật, tức là khi ghim cốc vào thì nó mới chạy. Đảm bảo an toàn mà nó không bị có mùi khét khi các bạn sử dụng nữa. Thực tế thì trong cái máy xay này mình thấy rằng là cái con công tắc dơ le an toàn này thì nó thường bị hỏng hay hỏng nhất, vì thực tế là nó bị tiếp xúc một ve điện, tức là nó tiếp xúc điện ấy thường xuyên, bật tắt thường xuyên ấy, thì nó sẽ bị mô ve thì nó bị cháy thường xuyên là như vậy. Các bạn bận chặt một chút ạ. Đây mình đã ướm bừa rồi, bây giờ thì mình sẽ tháo ra và tiến hành mình sẽ hàn dây.
Cái việc hàn dây này thì các bạn sẽ quay theo cái hướng, theo mình ấy là các bạn sẽ quay theo cái hướng logo. Các bạn nếu như thấy cái dây le cũ của nó mà nó hàn cái lực quay cái vị trí logo lên phía trên, mà dây nào nó vào trước dây nào vào sau ấy, thì các bạn cứ hàn cái con dây le thay thế sau y như vậy. Thực tế thì các bạn hàn đầu dây nào cũng được, tuy nhiên thì mình sẽ thường là mình sẽ học theo cái con dây le cũ của nó sẽ quay theo chiều nào thì mình sẽ hàn vào đó. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện là đấu nối hàn hai cái đầu dây vào cái con công tắc dây le an toàn này. Thực tế thì khi mà các bạn xem video của mình thì nếu như là các bạn bọc vạch ấy, ở đây thì mình sẽ dùng cái co các bạn nhé. Mình ở đây mình không dùng sử dụng băng dính điện. Băng dính điện thì mình thấy trước mình sử dụng ấy thì một thời gian thì nó sẽ hay bị bong ra. Còn cái gen co này thì các bạn sử dụng rất là bền luôn. Thực tế thì khi các bạn xem video của mình ấy, mà cảm thấy cái máy xay của nhà các bạn nó gặp cái hiện tượng này ấy, thì hoàn toàn mình nghĩ rằng là các bạn có thể tự tay sửa được tại nhà. Chỉ với vài cái linh kiện rất là đơn giản, ví dụ các bạn hỏng cái gì bạn đặt cái đấy về thay nhé, nhưng chắc chắn bạn phải biết cái đó hỏng thì các bạn mới đặt về thay, còn các bạn không biết nó hỏng thì các bạn cứ đặt về từng cái một thay thì nó quá tốn tốn tiền các bạn. Ở đây thì mình có sẵn cái bộ hàn này gồm một cục thiếc là nhựa thông này, hàn rất là đơn giản thôi, thì các bạn hàn vào là được. Có nhiều bạn thì sử dụng là cái đó buộc, tuy nhiên là buộc thì nó tiếp xúc không tốt lắm, nó gây mô về các bạn, thì càng nhanh cháy cái con dây le an toàn này hơn. Hàn thì chỉ là cái tiếp điểm của nó tiếp xúc tốt và liền mạch hơn các bạn nhé. Cái mỏ này của mình thì nó cũng kém, cho nên là hàn cái nhiệt của nó cũng không được tốt, cho nên là hay cái bị hiện tượng đó là sống thiếc đấy. Các bạn nếu mà có mua soi, các bạn mua cái loại nó dung lượng nó cao hơn một tí, đắt tiền hơn một tí. Con mỏ hàn này thì mình mua có hơn 100.000 thôi các bạn nhé. Đây, hiện tại thì bây giờ mình đã hàn xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đốt gen co để cho nó ôm chặt vào cái vị trí này. Các bạn nên dùng gen co hoặc là băng dính điện nếu như các bạn không có, để chúng ta sẽ tránh cái trường hợp mà nó bị chạm chập giữa hai tiếp điểm này, nó khá gần các bạn. Chúng ta làm an toàn một chút thì sẽ đỡ phải cái việc là chúng ta sửa đi sửa lại nhiều lần. Thực tế mà khi các bạn làm ẩu để nhanh thì nó có thể nhanh lúc này, nhưng mà nó gây cho ăn không an toàn và nó các bạn sẽ phải làm đi làm lại nhiều lần đối với cái trường hợp mà các bạn sửa cho khách hàng. Đây, các bạn ghim ốc vào, và bây giờ thì các bạn ghi nhớ cái chiều lắp của cái con dưa lê cảm biến dưa lê an toàn này, thì các bạn tháo ra như thế nào thì chúng ta sẽ lắp vào thế ấy. Các bạn cần quan sát đúng cái chiều của nó. Ở đây thì góc máy quay của nó hơi tối cho nên các bạn không không thấy được cái vị trí lắp, mong các bạn thông cảm. Đây, bây giờ mình sẽ lắp cái lò xo của nó vào này. Khi cái lò xo nó được ấn xuống thì cái thanh nó sẽ đẩy vào cái công tắc này và nó sẽ đóng điện để cho cái máy xay của chúng ta hoạt động. Vị trí này thì mình chỉ là vít ốc thôi, cho nên là các bạn cũng không 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 cần phải quá quan tâm cái vấn đề này. Đây, hiện tại thì bây giờ mình đã lắp cái dưa lê an toàn này vào đúng cái vị trí của nó nhé. Đây, các bạn nhìn thấy cái vị trí hai cái gen co màu vàng mà mình vừa đấu nối ấy, thì mình đã đấu vào cái vị trí cũ của nó rồi.
Đây nó vị trí này. Và bây giờ thì mình sẽ ghim điện lại để kiểm tra. Đây là cái dây led cũ của nó, mình sẽ vứt đi. Bây giờ thì các bạn sẽ lắp cái phần khuyết này, nó sẽ quay về cái vị trí hướng bấm phím bấm nhé các bạn nhé. Rồi làm sao cho nó khớp là được. Bây giờ thì mình sẽ ghim điện cắm thử. Đầu tiên thì khi ghim điện vào ấy, thì nếu như mà cái nó bình thường mà mình sửa rồi ấy, các bạn nhìn này, mình bấm thoải mái nhưng nó mày không chạy. Tuy nhiên thì khi mình ấn vào cái nút để kích hoạt cái công tắc an toàn này thì điện nó được đấu thông thì máy nó đã chạy rồi các bạn nhé. Đây. Đây. Bạn thấy bấm thoải mái này. Rồi mình bấm vào cái ghi điện. Ok. Đây là máy đã chạy và không hề có mùi khét các bạn nhé. Thì video của mình chia sẻ các bạn về cái ban bệnh đó là máy xay bị bốc khói hoặc là nó không chạy khi vào điện ấy. Thì đến đây là hết. Nếu các bạn nào có sửa thành công hoặc các bạn có thắc mắc ở cái công đoạn nào thì hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.